Xin chào bạn, xin chào toàn quốc. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với cái phần số 2. Thì chúng ta sẽ làm tiếp theo 10 câu tiếp theo để xem chúng ta hôm nay chúng ta sẽ thu nhận được những kiến thức gì nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp 10 câu tiếp theo. Phần trước thì chúng ta đã làm 10 câu đầu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm 10 câu tiếp theo nha các bạn nhé. Câu 10 rồi đúng không? Thì đến câu 11. Một con lắc đơn đang thử dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Lực căng dây cực đại ở vị trí nào? Thì câu này rất là dễ. Lực căng dây nó cực đại khi nó ở vị trí cân bằng nha. Nó vị trí cân bằng. Như vậy chúng ta có đáp án rồi, đáp án A. Chứ nó không thể nào mà ở vị trí động năng bằng thế năng hay là ở vị trí biên. Ở vị trí biên thì lực căng nó là cực tiểu nha. Và tại vị trí động năng bằng ba lần thế năng thì cũng không thể này, đúng không? Như vậy chúng ta đến với câu 12. Khi có về con lắc đơn chưa động điều hòa, phát biểu đằng sau đây là không đúng. Khi con lắc ở vị trí biên, lực căng dây có độ lớn có lực căng dây có độ lớn nhỏ hơn độ lớn của lực trọng lực tác dụng lên vật. Nghe có vẻ tối nghĩa quá, từ từ đã, đúng không? Trong quá trình dao động, trọng lực tác dụng lên vật luôn nhỏ hơn lực căng dây treo. Trong quá trình dao động, trọng lực tác dụng lên vật luôn nhỏ hơn lực căng dây treo. Có lúc nó bằng đúng không? Nó bằng là lúc nó qua vị trí cân cân bằng đấy, cho nên là lúc không phải lúc nào nó cũng luôn nó luôn nhỏ hơn đâu, mà có lúc nó bằng á nha. Rồi câu C, chu kỳ dao động không phụ thuộc biên độ dao động. T thì bằng 2 pi căn bậc 2 của L chia chia G. Như vậy thì chúng ta thấy là chu kỳ nó không phụ thuộc vào biên độ. Như vậy câu C có khả năng đúng. Mình chưa kết luận đúng. Câu D, khi vật đi từ biên về cân bằng nha. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng, tốc độ của vật tăng lên. Như vậy chúng ta thấy câu D là câu đúng. Hiểu chưa? Câu C là câu đúng vì nó không phụ thuộc biên độ dao động nha. Câu B, trong quá trình dao động, trọng lực tác dụng lên vật luôn nhỏ hơn lực căng dây treo. Luôn nhỏ hơn là cây treo, hồi nãy mình nói rồi có lúc nó bằng đúng không? Như vậy câu của chúng ta câu sai là câu câu B và câu A, chắc chắn nó đúng rồi, được chưa? Rồi chúng ta đến câu 13. Khi nó về con lắc đơn, khi con lắc qua vị trí cân bằng thì lực căng dây cực đại và nhỏ hơn trọng lực tác dụng lên vật. Nó qua vị trí cân bằng là nó bắt buộc phải bằng nhau, mà nó bằng nhau thì câu A và câu B đồng nghĩa việc nó sai, được chưa? Câu A và câu B nó sai. Như vậy chúng ta cần câu C và câu D. Khi qua vị trí cân bằng mình nói rồi, khi mà đi qua vị trí cân bằng thì cái lực căng dây nó là cực cực đại, cho nên là câu C là câu đúng nha, nó cực đại và nó bằng với trọng lực tác dụng lên vật. Yeah. Như vậy chúng ta có một câu 13 là câu câu C. Rồi câu 14. Câu 14 là câu hỏi về công thức. Người ta hỏi thế năng bằng cái gì, thế năng bằng cái gì thì chúng ta sẽ có công thức thế năng bằng MgL1 trừ cos alpha nha. Còn cái phía dưới á, thì nó là thế năng cực cực đại nha. Như vậy câu A là câu đúng nha. Câu này là các bạn phải thuộc công thức nhé. Chứ còn cái công thức cái C ấy, công thức ở câu C là công thức của lực căng dây treo T bằng chứ không phải VKT nha. Rồi câu cái D thì nó là không đúng chắc chắn rồi. Như vậy trong đáp án của chúng ta đáp án A 14A. 15. Một con lắc đơn dao động điều hòa biên độ A và chu kỳ T, phát biểu nào sau đây là đúng? Thế năng cực đại tại biên, chắc chắn là thế năng nó là cực đại tại tại biên rồi. Như vậy câu A là câu gần đúng rồi đấy, nó đúng rồi đấy, nhưng mà mình từ từ mình xem câu B và câu C và câu D như thế nào đó nha. Tại vị trí cân bằng, thế năng của vật cực đại và bằng cơ năng. Tại vị trí cân bằng thì cái động năng nó là cực đại và nó bằng cơ năng chứ không phải là thế năng nhé. Cân bằng thì vận tốc nó lớn nhất, mà vận tốc lớn nhất thì cái động năng nó cực cực đại. Như vậy câu B là câu sai. Câu tiếp theo câu C, vận tốc và gia tốc của vật cùng dấu khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên. Đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên ấy, thì cái vector vận tốc ấy nó sẽ hướng theo cái chiều chuyển động, tức là nó hướng theo biên, nó hướng ra biên. Còn cái vector gia tốc lúc nào nó cũng hướng về vị trí cân bằng. Ok, cho nên là nó sẽ hướng ngược lại. Một thằng hướng ra biên, một thằng hướng về vị trí cân bằng. Như vậy thì câu C là câu câu không đúng. Câu D, động năng cực đại khi
khi gia tốc cực đại là câu sai. Động năng cực đại khi vận tốc nó là cực cực đại. Như vậy câu A là câu câu đúng. Được chưa? Câu 15 câu câu A. Câu 16. Khi nói về dao động điều hòa thì phát biểu nào sau đây là đúng? Tại vị trí biên, gia tốc của vật của chất điện là cực đại. Tại biên, gia tốc và vận tốc cực đại. Tại biên á thì chỉ có gia tốc là cực đại thôi, chứ cần vận tốc thì nó bằng bằng không, đúng không? Như vậy câu A là câu sai. Câu B, tại vị trí cân bằng, gia tốc và vận tốc đều bằng không, lại không đúng, đúng không? Tại biên, gia tốc cực đại, vận tốc bằng không. Hợp lý ấy, hợp lý ấy. Tại vì biên là gia tốc cực đại, vận tốc bằng không mà, đúng không? Câu C, câu được, câu D. Tại vị trí cân bằng, gia tốc cực đại, vận tốc bằng không là sai rồi. Vận tốc cực đại mà gia tốc bằng, quên, vận tốc cực đại gia tốc bằng không, nha, nó ngược, câu D là câu ngược rồi. Như vậy câu C là câu câu đúng. Câu 16 là câu câu C nhé. Câu 17. Các bạn chú ý là các bạn đừng coi thường những câu dễ, vì có rất nhiều bạn đau khổ vì sai những câu dễ, và lúc mà thi về là tự vả mặt mình. Biết thế hồi xưa mình đừng làm như mình chịu khó làm những câu dễ. Tại vì lúc đi thi là mất điểm những câu dễ, đó là điều rất là đáng tiếc nha. Rồi, câu 17. Phát biểu sau đây đúng khi nói về một vật dao động điều hòa. Lực kéo về có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Không đúng. Lực kéo về có độ lớn cực tiểu khi vật ở vị trí cân bằng, tức là nó bằng không. Câu B, gia tốc có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng là sai. Ở vị trí cân bằng thì gia tốc nó bằng bằng không và vận tốc cực cực đại. Nhớ nhé. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỷ lệ bình phương biên độ. Lực kéo về ít F nó bằng kx mà ta, đúng không? Cho nên là sao mà nó tỷ lệ bình phương biên độ được, đúng không? Như vậy câu C là câu câu sai luôn. Câu D này, xem câu D xem có đúng nhá. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. Quá đúng, đúng không? Như vậy câu D là câu đúng. Vậy thôi. Và những cái câu dễ này nó sẽ làm nên cái điều kỳ tích trong cái kỳ thi sắp tới của bạn. Yên tâm, những câu này nó không phí đâu. Rồi, rồi tiếp theo nhé. Một vật dao động ở biên độ A và chu kỳ T, gốc thời gian là lúc vật ở vị trí biên, vận tốc đạt cực đại vào thời điểm nào, đúng không? Thì câu này có lẽ là mình sẽ mô phỏng một chút xíu nha, mô phỏng một chút xíu là mình xem tại sao nó là như thế. Chứ có nói không không thì các bạn khó hiểu lắm. Giờ chúng ta sẽ coi cái giấy nhẹ. Đây. Bây giờ chúng ta làm. Chúng ta có cái vòng tròn như thế này ha. Mình vẽ tương đối thôi, không cần đẹp đâu. Không đẹp đâu. Thì chỗ này là A này. Được chưa? Trục này là trục trục ngang là trục lý độ. Còn cái trục đứng thì gọi ta gọi là trục vận vận tốc. Nhá. Vận tốc. Người ta gọi là chọn gốc thời gian lúc vật ở vị trí biên, nó gọi là vật trí biên. Mình kêu mình biên dâm hay biên biên dương hay biên âm gì tùy, nên mình chọn bên 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 này đi nhá. Người ta hỏi là vận tốc của vật đạt cực đại ở thời điểm nào. Vận tốc đạt cực đại ở thời điểm nào, tức là vận tốc đại là cái chỗ này này, được chưa? Là chỗ chỗ này này đấy, thì có hai chỗ, thì người ta hỏi là vận tốc cực đại ở thời điểm nào. Mình nhìn đây mà thấy ngay nó quay đi từ đây đến đây. Được chưa? Nó đi từ đây đến đây thì nó quét một góc là pi chia 2. Mà ở phần trước thì chúng ta đã học rồi. Nó là với pi trên 2 thì nó thời gian nó sẽ là t chia 4. Nhá. Ngoài ra nếu mà muốn tính thêm một lần nữa thì mình chỉ việc lấy cái t chia 4 này mà cộng thêm nửa chu kỳ, nửa cái vòng này thì sẽ ra cái lần tiếp theo thôi. Đúng không? Tức là t chia 4. Được chưa? Như vậy cái đáp án của chúng ta nó là t chia 4 thì đây rồi. Được chưa? Mở rộng thêm chút xíu thì mình sẽ, nếu mà nó hỏi lần thứ hai ấy thì mình sẽ lấy cái này mình cộng thêm t chia 2. T chia 2 thì nó sẽ ra là 6t chia 8, đúng không? 2 4 6 6t phần phần 8 tức là 3t phần phần 4. Nha. Như vậy thì chúng ta sẽ có đáp án, câu chính xác là đáp án A nha. Rồi chúng ta bôi bảng. Rồi chúng ta làm tiếp. Câu 19. Vật dao động điều hòa với chu kỳ T, động năng hay thế năng của nó sẽ biến thiên với chu kỳ bao nhiêu? Cái này á, cái này thì chúng ta chú ý là động năng và thế năng sẽ biến thiên với chu kỳ t bằng t chia 2 và tần số f bằng f phải bằng bằng 2f nhé. Tại sao nó vậy nha? Tại sao nó vậy thì các bạn biết là trong cái vòng tròn đấy thì mình hay xài vòng tròn, nên mình hay nói cái vòng tròn cho nó quen, hiểu không? Sao bạn thấy mình vẽ cái vòng tròn nó vẽ tương đối xấu,
nhưng mà nó cũng thể hiện được dễ nhìn đấy. Thì thấy là trong một chu kỳ thì nếu mà động năng mà bằng thế năng ấy nha, nếu mà động năng ấy, động năng mà bằng thế năng ấy nha, thì mình có sẽ x bằng cộng trừ a chia cho căn căn 2, được chưa? Thì trên đường tròn này mình sẽ biểu diễn được bốn vị trí, bên đây là trừ a cộng a cho căn 2 này, bên đây là trừ a cho căn 2 này, được chưa? Thì sẽ có ứng với bốn vị trí trên đường tròn, chỗ này, chỗ này, chỗ này và chỗ này, được chưa? Và bốn cái thằng này nó đều cách đều nhau cả các bạn, đều cách đều nhau cả. Thì từ đây đến đây chính là trục từ chỗ này là động năng bằng thế năng này. Sang đây động năng có bằng thế năng này, sang đây động năng có bằng thế năng này, sang đây động năng có bằng thế năng này. Như vậy thì cái động năng và cái thế năng này ạ, nó sẽ biến thiên với cái chu kỳ nó bằng một nửa cái chu kỳ của cái dao động vòng tròn này, được không? Hiểu không? Kịp không? Tức là nó sẽ biến thiên một nửa chu kỳ của cái chu kỳ của cái chu kỳ dao động điều hòa này. Cho nên các bạn thấy là cái t ấy, cái t nó sẽ là bằng t phẩy, nó sẽ bằng là t chia chia 2, và tương tự như vậy thì f phẩy nó sẽ nó bằng 2 f, và omega phẩy sẽ bằng 2 omega, đó là mở rộng thôi cho các bạn, được chưa? Đấy, thì chúng ta có đáp án, chúng ta là đáp án A, t chia 2 nhé. Thì ngoài ra thì có f và omega này thì các bạn sẽ tự tự biết nhé. Rồi, tiếp theo. Câu 20. Câu 20 là chúng ta sẽ dừng cái phần này ở đây, là chúng ta lại ra cái câu clip tiếp theo nhé. Đó. Đấy, vì cam kết là các bạn làm một clip là 10 bài cho các bạn coi đỡ chán và các bạn đỡ buồn ngủ ha. Rồi, giúp các bạn đến cái tận cùng, gần tận cùng để các bạn thi cho nó tốt. Thấy chưa? Vì thành công là giúp người khác thành công hơn mình, có thế thôi. Đó là một câu học được từ một người thầy này rất là ngưỡng mộ à, cho các bạn là cũng nếu mà họ là thì các bạn cũng biết à. Bây giờ làm từ câu 20, nói kêu là chém gió nữa, đúng không? Câu 20, một lắc lò xo dao động theo phương ngang, phát biểu lò xo là đúng khi nói về lực kéo về hay lực hồi phục. Thì lực kéo về với lực hồi phục thì nó như nhau à, người ta nói là một con lắc dao động theo phương ngang, phát biểu lò xo là đúng khi nói về lực kéo về, lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng. Câu này các bạn học lý thuyết thì các bạn sẽ thấy chưa nói đúng hay sai. Câu B, lực kéo về ngược hướng với biến dạng của lò xo, ngược hướng với biến dạng của lò xo chưa chắc, đúng không? Có lúc lò xo nó giãn thì sao? Nó giãn, nếu mà lò xo nó giãn ấy thì cái hướng biến dạng ấy, cái hướng biến dạng là cái hướng 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 hướng, hướng đẩy vô này, nhưng mà khổ cái lực kéo về nó hướng về vị trí cân bằng, nên câu A là câu đúng rồi, đúng chưa? Và các bạn nhớ cho mình là lực kéo về lúc nào nó cũng hướng về vị trí cân bằng hết nha. Còn câu C hướng ở biên là sai rồi, câu D thì chắc chắn là nó cũng sai rồi, được chưa? Như vậy là câu 20 là câu 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 A đấy. Thì chúng ta sẽ hoàn thành xong 10 câu tiếp theo và chúng ta sẽ gặp nhau ở clip tiếp theo phần 3 nha. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo. Rồi, chúc các bạn học tốt.